giấc mộng lành. Chàng chiếu sáng em bằng tia nắng, xóa tan bao ngày tăm tối. Chàng có mắt môi đẹp thơ, ngỡ như thiên thần trong giấc mơ.
quan trọng là mình có con trong ba về là cái ấy ấy là ba con như đó thì nhập gia ha. Sẽ có một ngày nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm, thăm đồng ruộng sâu, thăm rặng dừa cao lũy trúc bờ lâu. Xưa đã cùng em tươi vườn trầu, nghiêng nắng hàng cau xanh rạt rào, bên giàn thịt lì bên khóm mai, ngày xuân tháng hạ cùng em mặn mà. Sẽ có một ngày nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm, ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Thương áo bà ba bên vườn nhà, em ngắm vầng trăng non thì thầm, anh về nội ô bao yên lành, đừng quên ước hẹn tình em ngoài thay. Em ơi em ơi dù sao là cái ngủ bánh đi băm trà ngủ đi một băm trái cây đi ba một băm con gà dạ dạ sôi không bốn ăn thế thôi bây giờ về nghe tôi về hai lời bên nhà gái thì giờ có nhà trai đến thì cái lễ tấn lộc thì giờ có bốn hậu quả cũng như chú mới vừa trình bày đó thì thôi bây giờ cái phần này để nhờ để cho cái dĩa lên để lấy mỗi hậu quả vậy là một miếng để lên công việc. Thì
10 triệu để thuê tiếp đám thứ ba hai đứa sau đó chị đời mình chị đúng không chị thuê nữ trang thì bên con cũng có dây chuyền đeo bông tai cộng nhẫn cưới với chiếc vòng trình đi mở la ra cầm hòa hiệp
tầng năm. Mười ngón tay ươm tình đắm say, ngón trước tiên em trao cho tình nhân, ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng, ngón tay vẽ hồng giấc mơ. Mười ngón tay tô hồng nét môi, ngón kế bên ru ta trong tình đôi, ngón dấu yêu dệt tiếng tơ êm đềm, ngón tay vẽ tình yêu đời. Ôi ngón nào xinh xinh, ai vừa đeo nhẫn kia, để nghiêng để xong công nhận xin đây chị gái và tất cả chị sang ra bàn để đi dùng bữa tiệc các bạn. Cũng như ban tổ chức ngày hôm nay, dịch vụ nấu ăn Cô Hồng cùng với âm thanh ánh sáng Nhật Thanh gửi đến toàn thể quý vị quan khách quý lời kính sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng nhất. Vâng, kính thưa quan viên hay họ, kính thưa toàn thể quý vị quan khách quý hiện diện trong buổi trưa ngày hôm nay của buổi lễ phục quy của đời ngưng. Chắc hẳn tất cả quý vị chúng ta đồng ý với chúng tôi rằng tình yêu là một đề tài rất đẹp và lãng mạn. Bên cạnh sự mang ấy, đó là một kho tàng bí ẩn mà không ai thấu hiểu hết được. Nhưng chắc hẳn tất cả quý vị chúng ta hiện diện trong buổi trưa ngày hôm nay ắt hẳn đồng cảm với nó, đó là khát vọng của tình yêu. Mà khát vọng tình yêu của mỗi con người chúng ta không bao giờ thay đổi. Yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao của mỗi con người. Đó là hạnh phúc mà Thượng Đế đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta. Từ khi gặp nhau, cô dâu, Ánh Hồng và chú rể Quốc Toản đã quyết định rằng đây chính là một nửa còn lại của cuộc đời mình. Và cũng chính tình yêu tươi sáng và trong đẹp ấy đã đem lòng cha mẹ hai bên đã chọn được ngày lành tháng tốt, đó là ngày hôm nay, ngày 7 tháng 10 năm 2022, nhằm ngày 12 tháng 9 năm Nhâm Dần, là ngày lễ phục quy, chúc mừng cho bạn được thăng hoa và bề chặt. Và ngay bây giờ cũng không để hai họ và tất cả quý vị qua các quý hiện diện trong buổi trưa ngày hôm nay chờ lâu nữa. Xin quý vị chúng ta cùng hướng mắt về cổng hoa của chúng tôi và cho một tràng pháo tay thật lớn, thật to và thật nồng nhiệt để cùng chào đón đôi ương đẹp nhất, lộng lẫy nhất ngày hôm nay. Xin mời cô dâu Nguyễn Thị Ánh Hồng, xin duyên cùng chú rể Nguyễn Quốc Toản. Xin mời đường chúng ta tay ông tay bước lên đài hoa chúc ngày hôm nay ạ. Chúc sự nhìn của tất cả quý vị gửi những món quà, những tình yêu thương dành tặng. Vâng, và cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Vâng, kính thưa tất cả quý vị qua các quý và hiện diện trên đài hoa chúc ngày hôm nay, đó là hai bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa tình ấy. Từ năm dài tháng đời thường bạn đến tình yêu, và từ tình yêu tiến đến hôn nhân, được ngày vui, ngày hạnh phúc như ngày hôm nay, chúng ta không thể không nhắc đến các bậc song thân, các bậc làm cha và làm mẹ, và chỉ mong con cái mình được hạnh phúc và tìm được một nửa đi đến cuối cuộc đời. Vâng, kính thưa quý vị, và người xưa có câu, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không đông đầy lòng mẹ, mây trời lòng lòng không phủ kính công cha. Vâng, kính thưa quý vị, và ngày hôm nay niềm hạnh phúc luôn nở nụ cười trên các bậc sinh thành của chúng ta. Và ngay bây giờ xin mời sự hiện diện đầu tiên song thân
của cô dâu Nguyễn Thị Ánh Hồng. Xin mời ông Nguyễn Văn Ba và bà Nguyễn Thị Cúc sẽ cùng tiến lên đài hoa chúc ngày hôm nay ra mắt toàn thể quý vị khách quý của nhà họ. Xin trân trọng kính mời ông bà. Và kết tình sư gia với họ nhà gái ngày hôm nay đó là song thân của chú rể Nguyễn Quốc Toản. Xin mời bà Triệu Kim Thoa, Kim Hoa cùng với anh Nông sẽ cùng tiến lên đại diện cho họ nhà trai ngày hôm nay ạ. Xin trân trọng kính mời ạ. Cho họ nhà trai được không quý vị ạ? Và hiện diện trên đài hoa chúc của chúng tôi là hai bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa tình ái, cũng như song thân của đôi ngương, ta cũng như được sự ỷ nhiệm của hai họ. Vâng, và xin mời ông ba là ông của cô dâu Ánh Hồng ngày hôm nay sẽ cùng tiến lên sân khấu ngày hôm nay đại diện cho họ nhà gái ạ. Trân trọng kính mời ông ạ. Vâng, kính thưa quý vị, và ngay lúc đây thì xin mời ông ba sẽ có những lời gửi tặng cho tất cả quý vị chúng ta, những lời chân thành nhất dành tặng cho tất cả quý vị chúng ta. Cảm ơn tất cả quý vị đã không quản ngại đến đây. Xin mời ông ba. Kính thưa tất cả quý ông, quý bà, cô bác cũng như tất cả quý anh chị nhân viên quan hai họ. Hôm nay tôi xin thay lời cậu ba mợ ba chủ hôn của họ nhà gái có đôi lời trước kính chúc tất cả quý vị có mặt hôm nay được vui vẻ, an khang thịnh vượng. Hôm nay cậu ba mợ ba lập thành cho con gái được nhận được thiệp hồng báo tin của gia đình cậu ba mợ ba, mà tất cả quý vị nhín chút thời giờ vàng ngọc đến đây trước chúc mừng cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Sao được chúc mừng cậu mợ đó là làm tròn bổn phận, là lo cho con được trăm năm hạnh phúc, tôi không có gì hơn. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị đã nhín chút thời giờ quý báu đến đây, và xin thay lại cậu mợ kính mời tất cả quý vị hãy cùng nâng ly lên chúc mừng cho cô dâu cũng rể trăm năm hạnh phúc. Xin kính mời tất cả quý vị hãy nâng ly lên. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý ông bà cô bác cũng như anh chị em trong lúc đông vui như thế này, nếu gia đình bên cậu mợ có điều chi sơ sót thất lễ, xin tất cả quý vị nhiệt tình thông cảm cho. Xin thành thật cảm ơn. Vâng, và cảm ơn ông rất là nhiều. Ngày hôm nay niềm hạnh phúc cháu thì đi lấy chồng, và cũng như những lời vừa rồi tuy đơn giản nhưng mà đầy sâu sắc để gửi tặng tất cả quý vị quan khách quý cũng như hai họ. Và ngày hôm nay cảm ơn ông ba đã dạy diện cho hai họ ngày hôm nay. Cảm ơn đến tất cả quý vị khách quý, một lần nữa xin cảm ơn ông, và xin chúc cho ông ba luôn luôn nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Và con xin mời ông ba sẽ cùng tiến về bằng những danh dự ngày hôm nay, cũng như nhận những lời chúc, những món quà đầy yêu thương dành tặng cho cháu ngày nay ạ. Một lần nữa xin cảm ơn ông ba. Vâng, kính thưa quý vị, và ngày hôm nay thì những lời vừa rồi của ông ba đại diện cho họ, cảm ơn đến cả thưa quý vị rất là chân thành. Vâng, kính thưa quý vị, và đại gia đình của chúng tôi hiện diện trên đài hoa chúc ngày hôm nay cũng xin cúi đầu chào ra mắt toàn thể quý vị khách quý một lời cảm ơn chân thành nhất nữa để đến đây cùng chung vui buổi lễ vui vui của đôi ngư cũng như hai họ ngày hôm nay ạ. Và nghi thức đầu tiên của buổi lễ vui vui ngày hôm nay, xin mời cô dâu Ánh Hồng và chú rể Quốc Toản sẽ cùng tiến đến tháp rượu và cùng cầm tay nhau khai rượu. Sa ban xin đồng kính mời đưa bạn. Tonight, no one's gonna find us.
I will let with diamonds. Cũng như đôi ngương ngày hôm nay được không quý vị ơi? Sẵn sàng chưa quý vị ạ? Ly đâu ạ? Chúng ta cùng nâng ly được không ạ? 1, 2, 3. Người bạn ly ta cùng nâng ly, để chúc cho ai có nhiều lễ quý. Quý qua cách quý hiện diện cho buổi lễ vui quý ngày hôm nay. Ở phương kết thúc quý ngọt ngào tự như tình yêu của đôi bạn. Xin được đọc kính mời đôi bạn ạ. Có mặt trong buổi lễ vui quy ngày hôm nay tại gia đình cũng như hai họ, tất cả quý vị chúng ta ai cũng đã biết tình yêu nồng nàn ngọt ngào của đôi ngương chúng ta dành cho nhau, và cũng chính tình yêu đó đã được sự đồng ý của hai bên gia đình cho đôi ngương chúng ta rước nàng diều dinh trong hạnh phúc hân hoan. Và từ nay hai họ chúng ta có Dầu Huyền và Rể Thảo. Và ngày hôm nay thì cho phép Hồng Thẩm xin thay mặt cho ban tổ chức xin phỏng vấn chú rể Quốc Tạ một câu nho nhỏ ạ. Ngày hôm nay thì trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị, ai cũng biết chú rể dành tình yêu rất là nồng nàn cho cô dâu rồi, rất là tìm hiểu kỹ rồi nha quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay thì trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị thì mong chú rể chúng ta dành một cái nụ hôn nho nhỏ của mình dành tặng cho cô dâu được không chú rể ạ? Vâng, kính thưa quý vị, và chú rể đã đồng ý dành tặng cho cô dâu chúng ta một nụ hôn nồng nàn trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị khách quý có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, và người xưa có câu hôn trắng đẻ con trai, hôn má con gái, hôn môi là cả trai và lẫn gái. Tất cả quý vị và khách quý ơi, có thể chọn cho chú rể Quốc Tạ của chúng ta một điểm được không quý vị ạ? Quý vị ơi, chỗ nào ạ? Có thể cho em biết được không ạ? Chỗ nào ạ? Dạ, to hơn được không quý vị? Chọn cho chú rể chúng ta một điểm nha quý vị ơi. Chỗ nào ạ? Vâng, rất là to. 2.500 khán giả yêu cầu chú rể dành tặng cho cô dâu một nụ hôn tại môi.
và sang năm chúng ta sẽ đón tin vui nữa nha quý vị. Xin sự chứng kiến của toàn thể quý vị và xin mời để chúng ta cùng quay vào nhau ạ. Trời ơi anh kia bay ơi. Vâng và xin mời cô dâu chúng ta ôm chỗ nào cứng nhất của chú rể nào. Cái này tâm tối quá hả? À vâng, đó là bờ vai. Bờ vai sẽ che chở cho cô dâu ánh hồng của chúng ta đến cuối cuộc đời ạ. Bờ vai cô dâu, đúng rồi. Và chú rể ôm chỗ nào mềm nhất của cô dâu. Dạ đúng rồi quý vị. Chú rể này đã rút kinh nghiệm nha quý vị ơi. Kính thưa quý vị ơi, và sau 3 tiếng đếm gồm thắm kết thúc cũng như đôi chúng ta dành nụ hôn cho nhau nồng thắm, thì cho đến thắm xin được mời tất cả quý vị chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật lớn. Những tràng pháo tay quý vị càng lớn thì nụ hôn càng lâu và càng sâu. Quý vị dỗ tới 4 giờ chiều thì đôi chúng ta vẫn hôn tới 4 giờ chiều nha quý vị. Dạ đúng không ạ? Chuẩn bị chưa? Để cùng em nha quý vị ơi. Để chuẩn bị nha. Chuẩn bị nào. Bốn mắt nhìn nhau ạ. Vâng và mong những con nhỏ cũng như những em bé ngày hôm nay chúng ta nhắm mắt xíu nha. Dạ cho người lớn mình nhìn được nha quý vị. Dạ cùng đếm nha quý vị ơi. Một, hai, hôm nay cũng như dịch vụ nấu ăn cô Hồng cùng với anh em âm thanh ánh sáng Nhật Thanh, xin chúc cho đôi hương trăm năm tình viên mãn bạc đầu nghĩa phù thề và xin trân trọng hai bông hoa về vòng tay yêu thương của tất cả quý vị khách quý và một lần nữa xin cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều. Sống sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lên ra mắt tay trong tay, chiếc nhân sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, tận rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người vững trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau cháu con đầy.
sống sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhân sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người vững trăm năm thắm duyên đầu, mãi bên nhau cháu con đầy nhà. Rộn tiếng cười vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao với trời. Thank you.
vàng hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp mãi dưới túp lều tranh. Rồi mình đi kiếm liêu xanh, mình kết thành mành. Rồi mình xin khóm chúc xin trồng hết xung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh. Ban ngày mình ngắm hào hoa, ban đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Đường đường nào anh ơi. Túp lều lý tưởng của em và của anh. Đường đường nào anh ơi. Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Tình mình không chắc dây mua hạnh phúc bằng tiền. Vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình yêu hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Để mình đẹp mãi với em và anh. Để mình đẹp mãi dưới túp lều tranh. Vàng hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp mãi dưới túp lều tranh. Rồi mình đi kiếm liêu xanh, mình kết thành mành. Rồi mình xin khóm chúc xin trồng hết xung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh. Bạn mai mình ngắm hào hoa, bạn đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Đường đường nào anh ơi. Túp lều lý tưởng của em và của anh. Đường đường nào anh ơi. Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền. Vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp mãi dưới túp lều tranh. Cô gái để cho anh thấy vui, hãy hứa trọn đời
trên đường đời, mây mùa răng sắc sơ tiêu điều, quanh nơi đây lạnh giá buồn quên tháng ngày. Ngày em đến gần anh rất nhẹ nhàng, nghe âm thanh du dương của tiếng cười trên môi, ấm áp như mặt trời tan đi bao giá băng. Ánh mắt em như xua màn đêm, đưa anh đi qua bao đau thương, nắm tay anh đi cùng anh, nguyện một đời yêu em. Tháng năm dài hãy kề vai, ta đi trên con đường ngày mai, dấu phong ba hay hiểm nguy, anh luôn bên em vượt qua. Đến mai này chúng ta già vẫn bên nhau dựa lưng, ngón tay gầy tóc bạc ngầu, không bao giờ chia xa.